Kính chào và kính thưa quý vị, liệu Việt Nam có thể chủ động đi trước Trung Quốc về dân chủ hóa hay không là chủ đề của bàn tròn chuyên đề đặc biệt hôm nay, thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2024. Tham gia chương trình này của VOA tiếng Việt, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Sài Gòn, chúng tôi có nhà quan sát phân tích Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng. Từ Hà Nội, nhà quan sát tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A. Từ Hoa Kỳ, chúng tôi có nhà bình luận và chính luận Trần Trung Đạo tham gia từ Boston, Massachusetts. Từ châu Âu, từ thủ đô của nước Anh, London, là nhà phân tích học cứu Đào Xuân Kiên. Và từ Tokyo của Nhật Bản là nhà báo Đỗ Thông Minh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả quan tâm theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, theo quý vị thì vì sao mà gần đây cũng như trong một vài năm gần đây thì có những ý kiến ở trong giới quan sát cũng như trong công chúng đặt ra cái việc là Việt Nam nên chủ động đi trước Trung Quốc về mặt dân chủ hóa. Tại sao lại có ý kiến đó? Thì chúng tôi xin được mời trước hết từ Sài Gòn, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng chia sẻ quan điểm của mình. Xin mời ông. Vâng, chúng tôi xin mời ông Hoàng Dũng ạ. Cái ý kiến đó theo tôi là nó được nêu lên một cách tự nhiên và tất yếu, là bởi vì sau khi mô hình cộng sản đã chứng tỏ rằng thất bại thì tất nhiên người ta phải nghĩ một mô hình khác, và trước cái sức ép mà của Trung Quốc, không những về phương diện chính trị mà còn có nó là cái đe dọa về lãnh thổ, thì cái việc mà xa lánh cái mô hình thấp kiểu Trung Quốc đặt ra càng ngày càng cấp thiết hơn. Vâng. Cho Vâng, anh nói ạ. Ông nói nốt ý. Vâng. nên là tôi thấy rằng là người ta cả cái giới trí thức lẫn cái người bình dân, cái tinh thần mà phải làm sao mà thoát khỏi sự cái ảnh hưởng của Trung Quốc, thậm chí có người còn nói mạnh mẽ hơn là sự khống chế của Trung Quốc, thì càng ngày càng đặt ra rất là rõ rệt. Cái vấn đề mà anh Quốc Phương đặt ra là liệu chúng ta có thể dân chủ hóa chủ động và trước Trung Quốc hay không, thì cái đó mới thành vấn đề chứ còn và điều đó nó cho thấy rằng là đó là một cái cách đặt khác của một câu chuyện, là chúng ta cái mức độ độc lập của chúng ta đối với Trung Quốc hiện nay là như thế nào. Tôi nghĩ là vấn đề là như vậy đấy. Vâng. Thưa ông Trần Trung Đạo, ý kiến của ông thì ra sao ạ? Tôi nghĩ đây là một cái chủ đề hết sức là quan trọng và có tính lý luận cao. Có thể là theo tôi là đây là một cái buổi mà có tính lý luận nhiều nhất trong cái thời gian mà chúng ta thảo luận, trong thời gian mà bản thân tôi có tham gia. Thì đây là một vấn đề hết sức là sinh tử đối với đất nước. Khi anh trở lại cái chọn lựa giữa con đường mà anh phải đi trong tương lai, dù là có lẽ là bất cứ một người Việt Nam nào mà có quan tâm đến tương lai đất nước đều nghĩ rằng mình phải có một con đường khác hơn con đường mà chúng ta đang sống trong ngày hôm nay. Thì như vậy thì con đường đó là con đường gì? Con đường đó là con đường dân chủ. Dân chủ không có nghĩa là chúng ta có góp nhặt từ một quốc gia này hay là quốc gia khác, nhưng đó là cái xu hướng của cả thời đại, không phải là của Mỹ, của Anh, của Pháp gì cả. Đó là cái xu hướng của nền văn minh đang phát triển. Và nếu cái xu hướng đó là xu hướng tất yếu trong cái thời đại ngày hôm nay thì dân chủ phải có trước khi Trung Cộng sụp đổ, và dân chủ phải có trước sự sụp đổ của toàn bộ cơ cấu cộng sản trên thế giới còn lại ngày hôm nay. Nhưng tôi có một quan điểm tôi thường nghe là chúng ta chỉ có thể có dân chủ, chỉ có thể có tự do thật sự một khi nào mà Trung Cộng sụp đổ thì chế độ cộng sản mới sụp đổ theo. Tôi cho rằng đó là cái quan điểm mà tiêu cực, bởi vì anh chỉ chờ một nước lớn sụp đổ rồi anh mới có cơ hội mà ngóc lên, thì cho đó là quan điểm tiêu cực và chủ hòa tiêu cực, và thậm chí nhiều lúc tôi cho là quan điểm đó
gọi là quan điểm bệnh hoạn, bởi vì anh hoàn toàn không có một cái tự lực nào cả, anh sống nhờ vào cái quốc gia khác và số phận của anh rơi vào cái số phận của quốc gia khác. Thì chính vì đó cái nhu cầu về tự do dân chủ sẽ trở thành một cái nhu cầu tất yếu của cái thời đại ngày hôm nay. Mà chúng ta lưu ý rằng ngoài phần lý luận, chúng ta còn có vấn đề thực tiễn nữa. Tất cả các quốc gia, kể cả Nga trong cái khối Liên Xô, vẫn có quyền tự chủ trước khi cộng sản sụp đổ. Bằng chứng là Gorbachev từ chức ngày 25 tháng 12 1991. Trước đó các quốc gia Đông Âu đã tuyên bố độc lập rồi, vùng quốc gia vùng Baltic đã tuyên bố độc lập rồi, và chính bản thân của nước Nga ngày hôm đó cũng đã tuyên bố độc lập rồi. Thì do đó tất cả quốc gia đều sụp đổ trước chế độ Liên Xô sụp đổ, chứ không phải là đợi lời Liên Xô sụp đổ rồi những quốc gia Đông Âu mới đứng lên, quốc gia Bắc Phi mà Baltic mới đứng lên, hay là bản thân của nước Nga mới đứng lên. Thì cái cứ sụp đổ trước, nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta có chuẩn bị gì cho cái ngày đó hay không. Chúng ta không thể nói lý luận là chúng ta đảng cộng sản sẽ ra đi, đảng cộng sản sẽ tự mâu thuẫn, đảng cộng sản sẽ văn hóa trầm trọng đến mức độ tan rã. Nhưng mà nếu như vậy thì lực lượng có những người quan tâm tương lai đất nước ở đâu và chuẩn bị gì cho cái ngày trọng đại đó. Và thứ hai nữa là chúng ta phải đánh giá cái kẻ đối đầu và lớn nhất của lực lượng dân tộc Việt Nam ngày hôm nay là Trung Cộng. Chúng ta phải thấy được sức mạnh, sức yếu của Trung Cộng. Chứ mà nếu chúng ta không thấy được sức mạnh và sức yếu của Trung Cộng thì chúng ta cũng rơi vào chủ nghĩa số phận, và chúng ta cũng chỉ là chủ nghĩa cầu an và mong cho cái trái sung nó rụng xuống cái miệng mình. Thì muốn như vậy anh ta phải hiểu Trung Quốc một cách hết sức là căn bản và chiến lược. Chẳng hạn vấn đề của Đài Loan mà cách đây 5 ngày chúng ta thấy là có lẽ là tên là một cái căng thẳng rất là lớn, đe dọa rất là lớn đối với Đài Loan. Nhưng mà liệu là trong xuân hướng nó có xảy ra chiến tranh hay không? Bởi vì chiến tranh với Đài Loan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Thì những cái vấn đề như vậy phải có lẽ là những người mà quan tâm đến tương lai nước sẽ ngồi xuống để nghiên cứu được cái hướng đi của Trung Cộng nữa. Bởi vì thuận theo cái hướng đi của Trung Cộng thì Việt Nam mới có hướng đi của Việt Nam. Điều đó không có nghĩa là chúng ta rơi vào cái chủ nghĩa số phận thì cứ là cứ trông chờ vào Trung Cộng. Nhưng mà từ đó chúng ta xây dựng được cái lực lượng thích nghi với cái hoàn cảnh trong tương lai. Vâng. Thế còn từ Tokyo, Nhật Bản thì ông Đỗ Thông Minh nghĩ thế nào ạ? Ông có gì bổ sung không ạ? Dạ vâng, xin chào anh Quốc Phương, chào tất cả các anh và xin chào tất cả quý khán thính giả. Về cá nhân chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là cái vấn đề Thiên An Môn xảy ra như chúng ta thấy nó cũng là một cái sự bột phát và bộc phát đó. Cho thấy là cái nguyện vọng của người dân thì chúng ta thấy là hàng triệu người đã biểu tình là liên tục mấy chục ngày cho đến khi mà bị coi như Đặng Tiểu Bình ra lệnh cho gần như một sư đoàn thiết giáp từ phương Bắc xuống để mà đàn áp. Thì với cái sự khủng bố khủng khiếp như vậy cho tới ngày hôm nay, cái con số người chết vẫn là một bí mật. Nhưng mà cái hiện tượng đó cho thấy là nếu mà có một chút gì cởi mở thì nó giống như một cái tảng băng á, hay là giống như cái loại dao mà cắt kính á, thì một cái đường nứt đó nó sẽ làm coi như là vỡ tung hết tất cả nhà cầm quyền á, thì vì cái tham vọng cá nhân và cũng như về vì cái tự ái về cái ngày thành lập đảng cho tới sau này cướp chính quyền thì chắc chắn là không có dễ dàng mà tự động thay đổi. Mặc dầu là ở Trung Quốc đã có một vài cái biến chuyển, nhưng mà chúng tôi cũng thấy rằng là cũng chưa biết là ngày nào thực sự là Trung Quốc coi như tiến tới dân chủ, tức là đã có những cái sự cạnh tranh ở những cái cấp địa phương trong cái vấn đề bầu cử đó. Đó thì có những người gọi là mạnh dạn họ ra họ tranh cử với lại đảng viên Đảng Cộng sản. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta biết có ông Trần Quang Thành là một luật sư mù đó, thì sau này đi Mỹ đó thì ông ta coi như là cũng bị kết vào cái loại là phản động thư giữ. Cho nên rằng là ai mà đến thăm là trước sau cũng sẽ bị là công an làm khó dễ vân vân, nhưng mà người ta vẫn có những người vẫn can đảm vượt qua được cái đó. Đó. Thế thì chúng tôi thấy rằng là đặc biệt là bên Tàu thì thời Mao Trạch Đông đã có một loạt những cái chiến dịch như là cách mạng văn hóa hoặc là bước tiến nhảy vọt vân vân, thì tuyên truyền thì ngon lành lắm nhưng mà trên thực tế thì là những cái bước giật lùi, đặc biệt là bài trừ Khổng giáo. Thì đến khi mà họ tính là cái chủ nghĩa cộng sản sẽ thay thế được cái Khổng giáo lâu đời
mà Mao Trịnh Đông đã nói một câu rất là nặng, Khổng Giáo coi như là con chó giữ nhà của cái bọn phong kiến này đó. Đó, nói rất là nặng như vậy. Nhưng mà rồi họ cũng không thay thế. Thành ra ngày Trung Quốc ngày hôm nay có được là nhờ cái tiếng nói của Đặng Tiểu Bình, là một nhân vật mà ai cũng biết đã từng chỉ huy quân đội và cũng là coi như là phó chủ tịch đảng, phó thủ tướng, phó ủy ban quân ủy vân vân, thế mà ba lần bị hạ bệ, rồi đến khi coi như là ông già này mới coi là quật ngược trở lại thì bắt đầu mới có một cái vị thế để mà thay đổi. Và cái câu quan trọng nhất mà ông nói đó là mèo trắng hay mèo đen, mèo nào bắt được chuột cũng tốt. Dạ. Thì chúng tôi xin cố gắng nói ngay nữa là cho thấy rằng Cộng sản họ không tự đứng vững được, và chính họ lại phải dựa vào tư bản để mà phát triển như ngày hôm nay. Thành ra nếu mà lúc đó đó khoảng 50 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Tàu đó mà có can đảm như là Đặng Tiểu Bình nói một câu rất là bình thường thôi, đó, có cái tự do để nói lên câu đó, thì nước Tàu đã tiến như là ngày hôm nay từ mấy chục năm trước, chứ không phải đợi đến khi Đặng Tiểu Bình nói cái câu đó mới phát triển. Vâng, tiếp theo ý kiến vừa rồi của nhà báo và nhà biên khảo Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản đấy, thì thưa ông Đoàn Xuân Kiên, thưa ông, gần đây thì cũng có nhiều người họ đặt câu hỏi, họ nói là thế này, tức là trước đó một thời gian không lâu đấy thì người ta đặt rất nhiều vấn đề là Việt Nam cần phải thoát chung. Thế nhưng mà cũng có những ý kiến họ đặt là việc khác đi. Và trong đó thì như ông thấy là có ý kiến bây giờ người ta đặt, một trong các ý kiến đặt khác đi đó về mặt tiếp cận là người ta nói là liệu là Việt Nam có nên chủ động đi trước Trung Quốc hay không về cái vấn đề về dân chủ hóa đó. Thì ban nãy mở đầu thì có giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng cũng đã có cái bình luận mở đầu, thì còn ý kiến của ông thì thế nào thưa ông? Tôi ôn lại cái tiến trình mà đi tìm cái mô thức dân chủ hóa cho Việt Nam ấy, thì tôi thấy là chúng ta không thể quên được cái tiếng nói của nhóm thông luận. Nhóm thông luận đã đề ra cái phương hướng dân chủ hóa đất nước từ năm 1982. Sau đó thì chúng ta biết là ở trong nước rất nhiều những nhà trí thức, rất nhiều cái đòi hỏi của những nhóm trí thức ở trong nước rộ lên một dạo đó. Chúng ta nghe đến những cái tiếng nói của Phan Đình Diệu, tiếng nói của những nhà trí thức ở trong cái tổ chức, không phải tổ chức nhưng mà trong viện phát triển của anh Nguyễn Quang A, rồi thì những nhà trí thức ở trong nhóm Phan Chu Trinh, Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh, vân vân vân. Tất cả những tiếng nói đó, dù nói gần, nói xa, thì cũng đều lên cái tiếng nói chung, đó là đòi hỏi phải thoát ra khỏi cái mô hình độc tài toàn trị để tiến đến dân chủ hóa. Thế thì nó là một cái nỗ lực dài, một cái tiến trình dài, mà cho đến bây giờ đó, sau rất nhiều những cái thăng trầm của cái quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, thì chúng ta thấy là càng ngày chúng ta càng thấm thía cái mô hình độc tài toàn trị, cái mô hình độc đảng lãnh đạo, nó dẫn đến nhiều khủng hoảng, nó dẫn đến nhiều cái đại họa cho đất nước. Và đến bây giờ, mặc dù thông tấn nhà nước đều cổ vũ, đều tuyên truyền cho cái gọi là kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, cho đến cái gọi là cái thoát ra khỏi cái giai đoạn gọi là khủng hoảng nhân sự lãnh đạo, nhưng mà tôi thấy là nó không thể tránh khỏi cái sự khủng hoảng. Ngoài cái khủng hoảng nhân sự, chúng ta còn thấy Đảng Cộng sản đã dẫn đất nước vào cái khủng hoảng về con đường đi tới tương lai. Và càng ngày thì cái tiếng gọi, cái tiếng kêu đòi dân chủ hóa đó trở thành khẩn thiết. Gần đây, khi mà cái đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc nó càng ngày càng quá quắt, nó càng ngày càng lộ hình
cái chủ nghĩa bá quyền, thì người trí thức ở trong nước đã nhắc lại cái từ gọi là thoát chung. Thoát chung này đó, thật ra nó đã có từ thời phong trào Duy Tân. Thế nhưng mà rồi thì là bị lãng quên. Mãi đến gần đây khi mà chịu không nổi cái sức ép của Trung Quốc bá quyền thì người ta mới nhắc lại đến thoát chung. Nhưng mà thoát chung không có nghĩa là dân chủ hóa. Dân chủ hóa nó là một cái yêu cầu sâu xa hơn mà chúng ta cần phải phân tích và tìm hiểu và bàn luận với nhau cho thật là thấu đáo. Xin hết. Vâng. Thưa ông Nguyễn Quang Hà, vừa rồi thì ông cũng đã nghe các ý kiến, từ ý kiến của ông Trần Trung Đạo cho tới ý kiến của ông Đỗ Thông Minh khác từ Sài Gòn cho tới London. Thì ý kiến của ông là gì? Ông có cái gì muốn bổ sung hay nói thêm hay không ạ? Xin mời ông. Tại sao Việt Nam có thể là dân chủ hóa trước Trung Quốc? Thì nó có nhiều lý do, nhưng mà một trong những lý do quan trọng nhất, người ta cứ tưởng là Việt Nam là gần Trung Quốc lắm. Đúng là Việt Nam gần Trung Quốc về mặt địa lý, có thể tức là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc là gần nhau về ý thức hệ tư tưởng, nhưng mà cái quan trọng là dân Việt Nam với dân Trung Quốc có giống nhau hay không? Và rất quan trọng là vấn đề này là vấn đề về các giá trị và các vấn đề về văn hóa. Ở trên cái tầng văn hóa thì có hai nhà, có một nhà nghiên cứu của Mỹ, ông ấy vừa mới mất năm ngoái, là ông Donald Inglehart. Ông ấy là đi nghiên cứu về châu Âu, chủ yếu là nghiên cứu cái chuyện nổi dậy của sinh viên thời năm 68. Thì ông ấy phát triển một cái lý thuyết về văn hóa chính trị rất là hay. Và sau đó thì một ông nữa, Christian Wenzel, là một giáo sư ở Đức. Hai ông này, ông ấy cùng nhau thành lập và ông ấy điều hành cái gọi là hội khảo sát giá trị thế giới. Cái hội khảo sát giá trị thế giới này nó khảo sát các cái giá trị ở rất là nhiều nước trên thế giới từ năm 1981 cho đến bây giờ trong 7 cuộc. Và một trong kết quả mà rất là đáng ngạc nhiên của họ là cái bản đồ văn hóa Inglehart và Wenzel. Một cái bản đồ đấy là cái bản đồ mà nếu mà chúng ta để ý đấy thì sẽ thấy tức là gì, là cái trục thẳng của nó đấy là đo về các cái giá trị truyền thống đối ngược với các cái giá trị thế tục. Ở cái trục hoành ấy thì đo cái giá trị là sống còn với cái giá trị là tự thể hiện. Thế thì trên cái bản đồ này thì trên cái tọa độ mà gồm hai chiều như thế thì người ta đo gọi là 40 năm nay rồi, thì mỗi một nước có một cái giá trị như thế, tức là mỗi một nước là có ở một cái chấm ở trên cái mặt phẳng đấy, và cuối cùng thì tạo thành các cái vùng văn hóa khác nhau. Và nhìn vào cái bản đồ ấy thì chúng ta thấy tức là gì, là Việt Nam xa Trung Quốc lắm về mặt giá trị, xa Trung Quốc mà lại hóa ra là gần với vùng châu Âu, nhưng mà là châu Âu công giáo, gần với Ba Lan, gần với Bồ Đào Nha, gần với Mỹ Latin hơn là gần với Trung Quốc. Cho nên như vậy là gì? Là cái khác biệt về văn hóa, đây là văn hóa này, là đây là đo của người dân chứ không phải là đo của Đảng Cộng sản. Và cái suy nghĩ, cái giá trị của người dân Việt Nam với của người dân Trung Quốc là khác nhau rất là nhiều. Và
chính vì cái lý do văn hóa đấy, nó cũng lý giải là Việt Nam hoàn toàn có thể gọi là dân chủ hóa trước Trung Quốc. Tất nhiên, tức là gì, là việc dân chủ hóa thì nó luôn luôn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Nó rất phụ thuộc vào nhiều thứ. Nhưng mà như vậy là gì, là có phụ thuộc vào hoàn cảnh quốc tế, hoàn cảnh khu vực. Thì tôi có thể nói tóm tắt lại như này. Nếu mà Trung Quốc dân chủ hóa ngày hôm nay, thì trong một tuần sau Việt Nam có dân chủ hóa. Đấy là một khẳng định. Và một cái khẳng định thứ hai là Trung Quốc chưa dân chủ hóa thì Việt Nam cũng có thể dân chủ hóa trước Trung Quốc. Và cái phần đó đó là tôi sẽ lý giải sau về là gì, là dân khí. Dân khí có thể đo được, và đo dân khí ở Việt Nam cũng như là đo dân khí ở các nước xung quanh, cũng như là các nước Đông Âu, khi mà họ chuyển đổi dân chủ so với Việt Nam bây giờ, so với Trung Quốc, thì có thể có một cái niềm tin khá là vững chắc là Việt Nam có thể tiến trước Trung Quốc, hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân chúng ta, hành động của chúng ta mà thôi. Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, cái câu hỏi tiếp theo đấy là có thể hình dung được cái nội hàm ấy, cái nội hàm chính của cái điều được cho là dân chủ hóa đấy, và tiếp theo là cái chuyện là cái dân chủ hóa chủ động đấy, thì nó có thể là cái gì? Thì đấy là cái phần câu hỏi chính tiếp theo. Thế nhưng mà nếu như ông có muốn bình luận gì thật nhanh với ý kiến nào đó của một diễn giả trước ông thì chúng tôi cũng xin mời ông. Bây giờ xin mời ông Hoàng Dũng tiếp theo. Tôi thấy tôi tán thành cái hướng suy nghĩ của anh Quang A ở chỗ là khi ta nói rằng Việt Nam có thể có dân chủ hóa trước Trung Quốc hay không, và dân chủ hóa theo cái hướng nào, thì câu hỏi đó rất dễ khiến cho ta chỉ bàn đến góc độ chính trị của vấn đề. Anh Quang A bàn ở một góc độ khác, góc độ ít người thấy, là góc độ văn hóa tư tưởng. Và tôi tán thành cái góc độ đó, bởi vì cái góc độ là chính trị thì thật ra nó phụ thuộc vào rất rất lớn, phần lớn vào cái anh lãnh đạo. Nhất là ta đặt vấn đề là phải chủ động cơ. Thì trong điều kiện Đảng Cộng sản đang lãnh đạo, việc mà nói rằng chúng ta dân chủ hóa một cách chủ động trước Trung Quốc, tức là ta đặt vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam đảm nhận cái vai trò đó, thay đổi đất nước, như cái kiểu mà chúng ta đã từng thay đổi bằng cái công việc ta sau này đã quen thuộc đối với thế giới, ta gọi là đổi mới. Thì chúng ta đặt vấn đề đấy, vấn đề là phụ thuộc vào anh lãnh đạo. Còn khi mà ta nói theo cái hướng văn hóa tư tưởng nhân quan A, thì lúc đó vai trò của người trí thức lại trội lên hàng đầu, chứ lãnh đạo không liên quan gì đến nhiều lắm đâu về cái chuyện này. Thế thì tôi thấy có một cái vấn đề ở đây mà cái người đầu tiên mà đặt ra đó rất lạ lùng là ông Nguyễn Khắc Viện năm 1962. Ông viết một cái bài đăng trên cái tạp chí Pensée của Pháp là nho giả đào không và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Tức là ông bắt một cái giao diện giữa một bên là nho giáo, một bên là cộng sản. Và trong bài đó có lúc ông lấy chính ông xuất thân trong gia đình nho giáo, suy nghĩ theo cách của nho giáo và từ đó đi theo cộng sản như thế nào. Và nếu chúng ta thấy cái đó, thấy có một cái mối liên hệ như vậy, thì chúng ta thấy rằng con đường của Việt Nam nó vừa giống như các nước Đông Âu khi mà thoát ly đại chủ nghĩa cộng sản, mà lại có những đặc thù riêng. Thì Anh bên châu Âu nó không thấm đậm cái chất nho giáo như là ở Việt Nam. Thế thì
tôi muốn nhìn theo cái hướng này này. Khi mà cuộc cách mạng 1789 nổ ra đó, thì nó cái làm lần đầu tiên trong lịch sử nó biến thần dân thành công dân. Trước đây vua là một cái đấng gì đó thuộc về trời đất, tự xưng là con trời, bên Nhật thì xưng là con của Thái Dương thần nữ. Tức là cái chuyện mà người dân không thể quyết định được, cái đó là của trời đất quyết định thôi. Và nếu như ông vua sai đi nữa thì có một ông lên cũng là trời đất quyết định, cho người dân là không có cái vai trò gì cả. Nhưng cuộc cách mạng 1789 nó trao quyền cho dân bầu. Dân bầu có nghĩa là nó cho cái người lãnh đạo đó ký với tôi một cái hợp đồng mà Montesquieu gọi là một contrat social thôi. Thế như vậy là khi mà tôi bầu thì anh không còn thiêng liêng nữa, anh như tôi thôi. Và nếu anh mà tốt thì tôi bầu tiếp, mà anh không tốt thì đi khác chơi. Như vậy là nó bình thường hóa, tầm thường hóa, trần tục hóa người lãnh đạo. Thế thì anh cộng sản như thế nào? Anh cộng sản y hệt như vua ngày xưa. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà ông Nguyễn Văn A bảo là vua ngày xưa là một vua, còn vua bây giờ là vua tập thể. Cũng một vua đó, nhưng vua tập thể. Thật ra vua tập thể là mãi là giai đoạn sau của chuỗi cộng sản. Chứ giai đoạn đầu của nó cũng là một vua thôi. Stalin chẳng hạn là một vua thôi, chứ không phải vua tập thể gì cả. Thế thì tại sao lại có cái tề sung bãi cá nhân? Tại sao lại xuất hiện một cách tất yếu, y như ngày xưa là vua là thiên tử vậy thôi. Thành ra là vì thế mà tôi xin nói rằng là cái cách nhìn nhận như thế sẽ hứa hẹn cho chúng ta có một cách lý giải về cái đường đi của Việt Nam. Tôi sẽ phát biểu sau để xin nhường lại cho người, cho các vị khác. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng. Và trong cái phát biểu vừa rồi thì ông có nhắc tới Montesquieu và nhắc tới cái contrat social, cái khí ước xã hội. Vâng, tiếp theo thì không biết là từ Boston, Massachusetts thì ông Trần Trung Đạo có muốn chia sẻ hay là bình luận hay bổ sung gì thêm hay không? Xin mời ông. Tôi rất là cảm ơn cái ý kiến của quý vị. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cái quan trọng để thay đổi một đất nước không phải chỉ thay đổi về văn hóa, thay đổi về lịch sử, thay đổi về tư tưởng, mà cái quan trọng nhất để thay đổi là thay đổi về cơ chế chính trị. Tất cả cơ chế chính trị thay đổi, cái thể chế chính trị thay đổi thì tất cả sẽ được tương tự thay đổi theo đó. Chẳng hạn chúng ta nhìn vào cái những, không cần phải nhìn xa qua Pháp 1789-1791 gì cả, nhưng mà nhìn ngay tại khu vực Á Châu, chúng ta thấy rằng sự thay đổi của Nhật Bản. Nếu mà Nhật Bản trước 1945, Nhật Bản là một quốc gia rất là hung bạo, họ có kỷ luật, nhưng cái kỷ luật đó đã áp dụng trong cái nền văn hóa của họ. Nhưng mà đối với các quốc gia mà họ xâm lược, họ xâm lược rất ư là tàn khốc. Nhưng mà chỉ vì một năm sau thôi, sau khi họ thua, và họ điều chỉnh cái quan trọng nhất mà để họ cả nước sẽ đi theo, đó là hiến pháp của Nhật Bản. Và điều đó cũng có xảy ra tại Nam Hàn, hiến pháp 1948 chẳng hạn, 1953 chẳng hạn, tất cả những hiến pháp đó điều chỉnh cái toàn bộ cái hướng phát triển của một dân tộc. Tất cả cái sự thay đổi khác sẽ tương tự theo đuổi theo đó. Nếu chúng ta ngồi chờ để thay đổi về văn hóa, chúng ta chờ để mà thay đổi về lịch sử, chúng ta chờ những thay đổi về tư tưởng, nó cần rất là nhiều thời gian và rất là lâu. Mà nếu mà thay đổi về chính trị, nó làm thay đổi cái cơ chế và tất cả từng từ sẽ thay đổi. Bởi vì chúng ta không thể nói là thay đổi dân chủ có nghĩa là ngày mai nước ra cái hành dân chủ là một tiến trình. Mà tôi đã thưa quý vị nhiều lần, chúng ta bắt đầu từ cái điểm khởi hành, rồi từng tự chúng ta sẽ thay đổi theo. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta cứ cầu nguyện Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ sáng ngủ dậy cứ thấy mình người hoàn toàn mới, thì cái chuyện đó không xảy ra. Mà nếu để chúng ta ngồi đó chờ Đảng Cộng sản để từng bước đổi mới nữa, thì họ sẽ đổi mới 1981, 82, 86, 90, 91, 92 và cho đến bây giờ. Nửa thế kỷ trôi qua, bao nhiêu đổi mới, rất nhiều lần đổi mới, nhưng mà đổi mới để gì? Để buông xuôi cho cái chế độ nó tồn tại, chứ không phải đổi mới để thay đổi cái đất nước. Và đó, khi mà áp lực diễn ra thì một ngày nào đó họ sẽ thay đổi nữa, nhưng mà thay đổi đó để làm cho sự tồn tại của Đảng Cộng sản trong cái điều kiện của xã hội đang phát triển.
chứ không có nghĩa là thay đổi đó để thế hệ Việt Nam tương lai lớn lên và phát triển một cách tự do và dân chủ. Vì do đó chúng ta cần nhìn lại cái cách quan điểm của mình về cái lý luận đổi mới của mình để cho thấy là cái nhu cầu là bức thiết nhất, chứ không phải là ngồi đó để nhìn chúng ta nhìn Đảng Cộng sản và hy vọng rằng cái Đảng Cộng sản sẽ thay đổi theo cái hướng đi của thời đại. Hướng đi của thời đại họ biết rồi, họ đã học rồi, họ đã qua Harvard để học rồi, nhưng mà họ có thay đổi không? Không. Bởi vì cái nền tảng và cái gốc rễ của cái ý thức hệ cộng sản vẫn còn đó. Thì anh nếu một ngày anh học ở Harvard, anh về Việt Nam, anh chỉ là buông xới cho cái nền tảng đó chứ không phải thay đổi cho đất nước được. À, vâng, thưa ông Đỗ Thông Minh, tất nhiên là cái câu hỏi chính của cái phần này đó là thử bàn về cái nội hàm chính chủ yếu then chốt của cái dân chủ hóa nó là cái gì và cái dân chủ hóa chủ động nó là cái gì. Thế tuy nhiên thì chúng tôi nghe thấy là ít nhất là có hơn một vị khách mời ở đây, hơn một vị diễn giả mà gần nhất là ông Trần Chu Đạo có nhắc tới trường hợp Nhật Bản. Thì không biết là nếu ông có muốn bổ sung chia sẻ gì thêm thì xin mời ông Đỗ Thông Minh bật micro lên ạ. Dạ vâng. Ồ, micro là vâng. Thưa, có nghe tôi nói không ạ? Dạ có ạ. Dạ vâng. Thưa với anh thì dân tộc Nhật Bản á, là một cái dân tộc nói một cách tổng quát á, là gần gũi với Âu Châu về cái hướng suy nghĩ nhất so với các nước A Châu khác. Nên là Nhật Bản thì ngày xưa là học của Tàu, rồi vượt qua Tàu, rồi cuối cùng là học của Tây Phương và ngang hàng với Tây Phương. Đó, thì dân tộc Nhật á, có thể nói là một dân tộc mà Việt Nam mình có cái câu ở ống thì dài mà ở bầu thì tròn. Tức là cái dân tộc thuần dễ, nghĩa là chi phối bởi lãnh đạo. Cho nên đến khi mà kinh tế họ phát triển trong cái thời trước và trong Thế chiến thứ hai đó, thì đã thúc đẩy họ đi đến cái chỗ bành trướng, tức là học của Tây Phương, khoa học tự nhiên, khoa học nhân văn và tinh thần thực dân đế quốc. Đó, mang danh nghĩa là Đại Đông Á nhưng mà thực ra lại không việc gì mà phải cưu mang một loạt các nước bị trị, mà cuối cùng chính Nhật thì lại cũng đứng về phía các nước thực dân để mà làm lợi cho mình và cuối cùng là đi đến sụp đổ. Thì quý vị thấy đó là nước Nhật đã sụp đổ từ bên ngoài, nhưng mà đối chiếu lại với lại cái chuyện ở Liên Xô đó là sụp đổ từ bên trong. Đó là có hai cái nguy cơ làm cho một thể chế có thể bị thay đổi. Thế thì riêng trường hợp đối với nước Nga đó thì chúng ta thấy rằng là góp vào chốt lên với một cái vị thế như vậy, với những cái thay đổi như vậy, nó đã gây ra một cái sự xung đột cũ mới rất là khủng khiếp. Và cuối cùng thì vào tay Yeltsin, nhưng mà Yeltsin thì có đầu óc tinh thần không có được ổn định, say rượu suốt ngày, cho nên cuối cùng nhường cho Putin. Và ở bên đó người Nga cũng như là một số người Việt ở bên Nga hy vọng rằng là coi như là Nga đã đi vào cái con đường dân chủ. Nhưng mà cuối cùng ngày hôm nay thì chúng ta thấy Putin lại quay ngược trở lại con đường độc tài. Bao nhiêu cái cuộc biểu tình đã bị đàn áp và Putin đã giữ cái nhiệm kỳ tổng thống này là nhiệm kỳ thứ tư, mà một nhiệm kỳ tới 6 năm rồi, chưa kể là một nhiệm kỳ làm thủ tướng. Đó. Thế thành ra vì vậy cho nên chúng tôi thấy rằng là tình trạng ở bên Tàu thì như là cái vụ Thiên An Môn, chúng ta thấy cả triệu người biểu tình cả tháng nhưng mà cuối cùng cũng bị dẹp. Rồi bên Việt Nam mình thì cách đây chừng 10 năm thì đã một loạt các cái tổ chức xã hội ra đời, nhưng mà tôi thấy dường như là những cái tổ chức đó bây giờ cũng là bị trù dập đàn áp, thành ra hoạt động không còn hữu hiệu nữa. Thí dụ như là những hội văn bút hoặc là hội báo chí tự do độc lập vân vân, hầu hết là đều bị bắt hoặc là bị gạt ra bên ngoài. Thành ra cái chuyện mà mong muốn nhà nước á, luôn luôn nói là theo với trào lưu chung của thế giới, vậy thì tại sao lại không theo dân chủ mà rốt cuộc thì vẫn khư khư cái chủ nghĩa cộng sản. Thành ra chúng ta thấy rằng là đây là một phải nói là một bài toán rất là khó. Đó, thì đặc biệt là bên Tàu thì chúng ta biết là cái cách mạng văn hóa đó là đả kích cái vấn đề mà chế độ mà Nho giáo. Thì quý vị có thể tưởng tượng được là ngược lại bây giờ, và cách đây mà chúng tôi mà đi Trung Quốc 20 mấy năm trước đó, thì ở tất cả các đại học của Tàu đều có tượng Khổng Tử, thay vì Mao Trạch Đông hồi đó là đập phá hết tất cả đó, coi Khổng Tử không là gì cả. Nhưng mà cuối cùng thì cái chủ nghĩa cộng sản của họ còn hoang tưởng và còn tệ hại hơn nữa, cho nên bây giờ thì họ lại chỉ còn có cách bám víu vào Khổng Tử thôi. Đó, thì
cái vấn đề Việt Nam mình có những cái dấu hiệu mà để mà mình đặt tin tưởng vào thì tôi thấy nó vẫn còn mơ hồ, nó cần cái sự vận động thay đổi cái tư duy của người Việt mình nhiều nữa thì mới có thể bước vào cái con đường dân chủ. Vâng, xin tiếp theo chúng tôi xin mời ông Tư Kiên từ London, đặc biệt là về cái nội hàm của cái câu chuyện cái dân chủ hóa và dân chủ hóa chủ động, thì không biết là ông có cái điều gì muốn nói hay không, hoặc là ông cũng muốn bình luận thêm gì nữa có của cái diễn giả trước, thì xin mời ông. Tôi thấy là vấn đề dân chủ hóa là một vấn đề chính trị, nhưng mà cũng là một vấn đề văn hóa, là bởi vì hơn 40 năm nay chúng ta hô hào dân chủ hóa đất nước. Chúng ta kiên trì nói với đồng bào trong nước và hải ngoại, nhìn cho ra cái nguyên nhân đầu tiên và cuối cùng của cái tình trạng đất nước chúng ta đang bị khóa chặt ở trong một cái hệ thống độc tài. Và chúng ta liên tục nói với đồng bào rằng là chế độ Cộng sản Việt Nam phải là chế độ độc tài cuối cùng của đất nước. Vậy nhưng mà vẫn không có được biến chuyển nhiều ở trong quần chúng. Vì sao? Là bởi vì cái văn hóa, cái hệ giá trị của người Việt Nam nó hay còn bị đọng, bị tắc, bị vướng ở trong cái văn hóa mà lúc nãy các anh đã nói qua. Cái văn hóa mà xem mình như là thần dân và xem cái người lãnh đạo là có một cái sứ mệnh thiêng liêng hơn mình, thì như vậy tức là làm cho mình bé nhỏ đi, và cái làm cho mình ti tiểu đi đó, nó chính là cái gốc văn hóa mà thế hệ chúng ta phải rũ bỏ, phải thoát ly. Có thoát được cái đó thì chúng ta mới đi vào cái nội hàm mà anh Quốc Phương muốn nói về cái dân chủ hóa. Dân chủ hóa là gì? Dân chủ hóa là pháp quyền, pháp trị. Trong đó không ai có quyền đứng trên luật pháp. Đó là một nguyên tắc. Dân chủ hóa là gì? Dân chủ hóa là một cái cơ chế chính quyền, một cái cơ chế nhà nước nói chung, là nó phải có một cái sự phân minh, nó phải có một cái sự rõ ràng về lý tưởng, về phần việc, về cái vai trò của các cái cơ phận ở trong cái cơ chế nhà nước. Vậy thì đó là một cái sự thay đổi rất là ráo riết về mặt tinh thần, về mặt văn hóa. Cho nên muốn thay đổi một cái cơ chế chính trị như là chúng ta mong muốn thì tôi nghĩ là cái đòn bẩy về tư tưởng con người, đòn bẩy về cái giá trị về văn hóa của mỗi công dân là một vấn đề rất là nặng nề. Tại sao? Tại vì như tôi nói lúc nãy, 40 năm hơn rồi mà cái tiếng gọi dân chủ hóa đất nước nó vẫn còn là tiếng gọi như là trong sa mạc. Bởi vì sao? Bởi vì trong một cái phần rất là lớn của dân chúng Việt Nam, người ta vẫn nhìn Đảng Cộng sản như là một cái guồng máy thống trị có vai trò của nó. Cái đó là cái không khác gì cái nhìn của thần dân đối với chế độ phong kiến ngày xưa. Vậy thì làm sao phá bỏ được cái não trạng đó đi thì chúng ta mới có thể tiến tới được cái bài toán dân chủ hóa đất nước. Vâng. Trước khi ông chúng tôi mời ý kiến tiếp theo của ông Nguyễn Quang A thì chúng tôi xin chia sẻ có hai ý kiến trong số rất nhiều ý kiến của các vị đang theo dõi chương trình và gửi về chương trình trực tuyến ở đây trên cả hai kênh YouTube và Facebook của chương trình. Thì có vị tên là Sơn Lam Nguyễn hoặc là Sơn Lam Nguyễn thì đó nói rằng là Việt Nam đã đưa chủ thuyết cộng sản vào đất nước mình rồi thì làm sao mà dân chủ hóa tự do được, thì đấy là một cái câu hỏi. Một ý kiến khác của vị quý vị tên là Anh Lê thì nói rằng là người Nhật có câu là hãy học tập khoa học kỹ thuật từ phương Tây, còn canh tân đất nước
trên nền tảng văn hóa lịch sử của người Nhật. Thì đấy là hai cái ý kiến của các quý vị gửi cho mình. Đây. À, vâng, chúng ta xin mời nghe tiếng ý kiến tiếp theo của tiến sĩ khoa học Công Nga từ Hà Nội. Vâng, nói về nội hàm của dân chủ hóa là cái gì? Thì ở đây thực sự là có rất là nhiều lý thuyết. Có một lý thuyết mà trước kia gọi là lý thuyết hiện đại hóa. Lý thuyết hiện đại hóa nói nôm na tức là gì? Phát triển kinh tế, phát triển khoa học kỹ thuật rồi sẽ dẫn đến dân chủ. Và cái đấy rất nhiều chính trị gia cũng như là học giả hay là nhà bình luận bây giờ vẫn nói như vậy. Cái thuyết gọi là hiện đại hóa này không sai, nhưng mà nó không đủ, là bởi vì nó thiếu một cái tầng văn hóa. Thế thì chính Ronald Inglehart và Christian Wenzel là phát triển cái lý thuyết dân chủ hóa thêm vào một cái tầng gọi là tầng văn hóa, tức là hiện đại hóa, phát triển kinh tế, phát triển khoa học kỹ thuật, làm giàu là cần thiết. Nhưng mà trên cơ sở cái phát triển đấy thì mới tạo ra cho người dân cái gọi là nguồn lực hành động. Nguồn lực hành động này gồm có cái gì? Nguồn lực vật chất, nguồn lực kết nối, nguồn lực trí tuệ. Ba cái nguồn lực này là do sự phát triển kinh tế, do sự hiện đại hóa nó tạo ra. Ba cái nguồn lực này là rất quan trọng nhưng mà không đủ, không dẫn đến dân chủ. Mà ba trên cơ sở của ba nguồn lực này thì mới dẫn đến một cái, tức là gì? Người ta thúc đẩy cái khát vọng về tự do, cái khát vọng về tự do mà cụ Phan Chu Trinh gọi là dân khí. Đấy là cái tầng văn hóa. Cái dân khí đấy hay là cái khát vọng tự do đấy là cái mà nó thúc đẩy cho người dân tham gia vào các phong trào xã hội, tức là vào các tổ chức, vào các hội đoàn. Và các hội đoàn này phải đấu tranh, phải lên tiếng, phải biểu tình, phải đình công, phải tẩy chay. Và trên cơ sở của cái hoạt động phong trào xã hội này thì buộc nhà nước phải thay đổi chính sách. Người ta đòi chủ yếu là gì? Là các quyền. Chừng nào mà người dân, tức là phong trào xã hội đấy, ép được chính quyền phải ban hành các luật rồi thực thi các luật đấy để đảm bảo các quyền tự do của con người, thì lúc đấy là chúng ta có dân chủ. Cho nên là dân chủ nó là một quá trình, một tiến trình nó như vậy. Và cái mà là gọi là văn hóa thì chủ yếu là các giá trị, tức là những cái thứ mà người dân coi là quan trọng. Luôn luôn phải đo, khi người ta đo giá trị của một nước chẳng hạn thì là người ta đo bằng nhiều chục, thực ra là người ta đo mấy trăm câu hỏi. Và có vài chục câu hỏi là liên quan đến giá trị, tôi nói thí dụ như là giá trị giải phóng, cái giá trị mà khát vọng để mà tự do đấy. Và người ta tính toán ra được các cái chỉ số khác nhau. Và người ta có thể chứng minh được là cái hướng đi của dân chủ, hướng đi thì nó là từ cái khát vọng tự do đấy, tức là từ văn hóa nó lên đến hành động. Hành động đấy nó buộc chính quyền phải thực hiện những quyền đấy. Tất nhiên tức là gì? Là luôn luôn là nó có một cái chiều ngược lại. Luôn luôn nó có cái, tức là những vấn đề xã hội không có cái gì là chỉ một chiều cả. Nó luôn luôn có chiều ngược lại. Tức là nếu mà có dân chủ, nếu mà có chính quyền dân chủ thì nó sẽ lại tác động trở lại, làm cho những cái vấn đề văn hóa đấy nó nhanh lên. Nhưng mà người ta chứng minh bằng dữ liệu đo lường suốt từ năm 81 cho đến bây giờ trên
gần 200 nước trên thế giới, chiếm 98% dân số thế giới, rằng cái hướng đi, tức là cái chiều nhân quả đấy, là cái chiều từ nguồn lực hành động lên đến dân khí, lên đến hoạt động xã hội và lên đến dân chủ, chứ không phải là ngược lại. Các cái đảng cộng sản cầm quyền đó thì nó buộc người ta phải tôn sùng kẻ lãnh đạo, và cái đó là tất yếu. Cho nên sau khi mà Khrushchev lên án Stalin là sùng bái cá nhân, và nhớ là Stalin là tổng bí thư, thì Khrushchev nói dạ em đây phải khiêm tốn, phải là bí thư thứ nhất, chứ ông gọi là tổng bí thư. Bí thư nhất có nghĩa là có cả một cái ban bí thư, tôi chỉ là một trong đó, số đó thôi. Nhưng mà đến xong cái đời Khrushchev, cái president lên thì trở lại tổng bí thư. Ở Việt Nam cũng vậy. Khi mà Trường Chinh bị sai lầm của các ruộng đất, thì Trường Chinh là tổng bí thư. Thì cái người nối tiếp Trường Chinh là ông Lê Duẩn. Ông nói dạ em đây chống lại cái sùng bái cá nhân, em là bí thư thứ nhất thôi. Nhưng mà chiến thắng năm 75, ông trở lại tổng bí thư. Tôi muốn nói rằng còn giả vờ khiêm tốn thì chắc một lúc thôi, cái trước sau gì cũng phải sùng bái cá nhân thôi. Bởi vì đó, cái nó là tất yếu. Cách tổ chức xã hội như vậy buộc phải làm như vậy. Thế thì cái cách tổ chức như vậy, buộc làm như vậy cũng có nghĩa là buộc không thể dân chủ được. Thế điều kiện đầu tiên phải coi họ là người bình thường. Thế thì cái việc vừa rồi ba bốn ông rớt một cái đùng vừa rồi đó, ông Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng, bà Trương Thị Mai là mấy cái người đó rớt một lúc cùng một lúc như vậy. Cái mới mẹ là cái gì? Đó, ông có muốn nhắc thêm Vương Đình Huệ không ạ? Có phải không ạ? À có, Vương Đình Huệ đó, tất cả những cái ông đó cùng một lúc rớt một cái. Thì ta thấy rằng là Stalin ác không? Có thể có đủ bằng chứng để Stalin ác giết một lúc 22.000 người ở vùng Katyn. Nhưng cái tài liệu đó rất nhiều. Tuy nhiên nhớ rằng thân cũng có ác thân. Và ông thân ác không may ảnh hưởng gì đến cái địa vị thân thẳng của ông cả. Nhưng mà chúng ta khó lòng nghĩ Stalin tham nhũng. Bây giờ các ông cái mới mẹ là các ông rớt một cái đung là do ăn tiền. Cái đó nó lôi tuột cả ông từ địa vị thân thánh trở thành người bình thường như chúng ta. Và vĩnh viễn người dân Việt Nam bình thường. Tôi không nói các vị trí thức họ thấy trước, cái đó thì rất ít thôi. Còn tính với đa số người dân, người ta vẫn có xu hướng lầy lục cúc bãi các cái ông lãnh đạo. Từ đây về sau vĩnh viễn người ta không trở lại cái chuyện là bãi lại cả cái ông lãnh đạo nữa. Coi người mấy ông lãnh đạo là người bình thường, họ có ăn tiền được mà. Và cái đó là cái bới mẹ. Cái đó là muốn dân chủ thì đầu tiên phải coi họ là người bình thường. Các ông cái chúng ta cái chuyện mà các ông trí thức mà đi la làng lên phải đi nói dân hiểu cái đó rất cần. Vì người trí thức bao giờ cũng đóng vai trò người tỉnh thức. Nhưng mà tất cả những công lao đó không bằng công lao của ông đi ăn tham nhũng. Vì cả ông tham nhũng là cái tác động quân chúng cũng lớn hơn rất nhiều, mạnh mẽ hơn rất nhiều, và nó khiến cho cái lời của mấy ông trí thức trước đây trở nên là có hiệu quả hơn rất nhiều. Người ta tin hơn rất nhiều. Và tôi cho rằng là chúng ta đang chứng kiến cái bước đầu hỗn loạn của xã hội chúng ta, nhưng đồng thời cũng là chứng kiến đã bước đầu là những cái tiền đề dân chủ hóa đã có. Ý kiến của tôi thế. Vâng, thưa ông Hoàng Dũng, tiện thể đây chúng tôi cũng đọc được cái bình luận họ nói ở đây. Họ nói rằng là ở Việt Nam thì vẫn đọc được một số những khẩu hiệu như là Đảng Cộng sản Việt Nam quang minh muôn năm, Bác Hồ vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp chúng ta, muôn đời nhớ ơn Đảng và Bác Hồ vĩ đại. Đại khái một số câu hỏi như thế, đây một số bình luận thêm. Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo, nếu ông có muốn thảo luận gì thêm, bình luận hay là tranh luận hay không về ý kiến của các vị khách mời trước, các vị diễn tả trước không? Xin mời ông Trần Trung Đạo bật micro lên ạ. Tôi không có ý kiến phản bác hay là tranh luận gì cả, bởi vì tôi nghĩ là tất cả những điều các anh Hoàng Dũng nói, anh Đoàn Sinh Kiên nói và anh Nguyễn Quang An nói đều rất đúng cả. Đầu tiên, dân chủ hóa, anh muốn dân chủ hóa anh phải thiết lập ra một cái tiến trình, và trong đó mỗi chúng ta sẽ cùng đi trên con đường đó. Nhưng mà tôi cho rằng cái mà quan trọng mà chúng ta thường không lưu ý là
dân chủ hóa nó đi gắn liền với cái ưu tiên hóa. Tất cả những công việc chúng ta làm đều phải làm cả. Những điều mà văn hóa hay là nhận thức hay là chống dân trí, dân sinh, tất cả điều đó đều phải làm cả. Nhưng mà... Vâng, có vẻ là chúng tôi đang có một cái... chúng tôi xin mời ông Trần Hưng Đạo vì không nghe thấy tiếng của ông. Có thể do một lý do nào đó. Xin mời ông trở lại. Chúng tôi vẫn chưa... nghĩ là... À, vâng. Nghe được chưa? À, được rồi, xin ông nhắc lại cái câu được ạ. Thì tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều nói, thì mình chúng ta quên một điểm là thứ nhất là chúng ta quên một cái điều yếu tố quan trọng của tiến trình dân chủ hóa là phải ưu tiên hóa những công việc phải làm trong cái tiến trình đó. Anh không thể nói là anh sẽ làm tất cả từ A đến Z, tất cả công việc cùng một lúc, không. Anh phải đi từ A, B, từ A, từ B, qua B, mà C. Thứ hai nữa là chúng ta đang đứng trước một kẻ đối nghịch với cái quyền lợi của đất nước Việt Nam hơn ai hết trong lịch sử của nhân loại, đó là Trung Cộng. Dân chủ hóa này không có đơn giản là chỉ là dân chủ hóa cho Việt Nam thôi, mà dân chủ hóa để thoát ra khỏi cái ảnh hưởng của Trung Cộng, sự nô lệ của Trung Cộng về mặt tư tưởng, và hôm nay đi dẫn đến sự lệ thuộc về Trung Cộng về mặt kinh tế, về mặt xã hội, tất cả những lĩnh vực khác. Thì hai cái nhu cầu đó nó quá lớn, do đó chúng ta buộc lòng phải ưu tiên hóa cái nỗ lực của mình. Chúng ta không thể ngồi chờ 100 năm nữa, hay là nửa thế kỷ nữa, hay là một thế kỷ nữa, bởi vì đừng quên rằng cái cục diện của châu Á ngày hôm nay nó khác. Nếu chúng ta nhìn lịch sử trong vòng 8 năm thôi, từ 1916 đến nay, chỉ trong vòng 8 năm thôi mà chúng ta nhìn qua Biển Đông thì chúng ta thấy những cái đảo san hô ở Biển Đông ngày hôm nay trở thành những pháo đài rất là kiên cố, những phi trường rất là hiện đại. Thì chúng ta đối diện một kẻ thù quá sức là khủng khiếp như vậy, quá sức lớn như vậy. Mà chúng ta ngồi đó để mà nghiên cứu về sách vở và nghiên cứu về văn hóa để mà thay đổi, buộc lòng Đảng Cộng sản phải thay đổi việc này, thay đổi việc nọ, thì việc đó sẽ kéo rất ư là dài. Và thì cục diện thế giới sẽ thay đổi trong vòng 20-30 năm nữa. Nếu chúng ta thấy cái vòng 10 năm thôi thì Trung Cộng đã khác rồi. Và nếu mà ngày hôm nay mà chúng ta nhìn lại lịch sử của đệ nhị thế chiến vậy, chúng ta thấy là 1933 Hitler gần như chưa có gì bao nhiêu cả, mà chỉ vòng 6 năm thôi, 1939 thì chiến tranh đệ nhị thế chiến bùng nổ. Mà trong suốt 6 năm đó, bao nhiêu lần Hitler đã thử thách cái quan tâm của đồng minh. Không có một quốc gia đồng minh nào mà có thể làm bất cứ việc gì mà cho Hitler sợ cả. Từ cái vụ mà tái chiếm vùng Ruhr, qua đánh Áo, rồi chiếm Thiệp Khắc, tất những việc làm đó, Anh và Pháp đều ngồi ngơ, làm ngơ cả. Bởi vì họ không thấy ưu tiên có cái thời điểm quan trọng nào mà có thể chăng ngăn chặn được Hitler. Và bây giờ vậy, Trung Quốc cũng tương nhiên như vậy. Mà nếu chúng ta ngồi đó mà chờ Trung Quốc thì cái hiểm họa của đất nước Việt Nam sẽ đến rất là gần. Và chúng ta phải biết ưu tiên hóa những cái việc phải làm trong cái tiến trình như vậy. Dân chủ hóa là một tiến trình, như anh Nguyễn Hoa cũng đồng ý như vậy. Thì tiến trình đó chúng ta không thể là làm tất cả từ A đến Z cùng một điểm được, mà chúng ta phải biết điểm thì A chúng ta làm gì, B làm gì. Và cái A và cái B rất là quan trọng nhất, ưu tiên hóa là quan trọng nhất. Tôi có nhớ là coi một cuốn phim, hình như phim Tướng Patton thì phải. Khi trên đoàn quân đang tiến thì có một chiếc xe cũ, xe rất là lớn, xe tăng rất là lớn, nằm ngay giữa đường, chắn con đường đi. Thì một người đưa ra đề nghị chúng ta phải đi vòng, chúng ta sẽ xây một cái cầu khá mới để bước qua sông. Thì ông cho rằng cái mà nhanh nhất, hiệu quả nhất là chúng lại lắc cái rồi quân sẽ tiến. Thì đó là cái hiệu quả nhanh nhất và ưu tiên quá, mà cái thời điểm đó nó đáp ứng được cái nhu cầu của lịch sử. Thì tôi cho rằng cái yếu tố đó là yếu tố quan trọng, chứ còn tất cả các yếu tố khác không phải là sai. Nhưng mà chúng ta phải biết là cái tình huống lịch sử của dân tộc Việt Nam trong cái thời điểm này, chúng ta thấy là cái đe dọa của Trung Cộng nó quá rất là lớn để chúng ta có thể tạm gác những yêu cầu khác để giải quyết cái nhất gọi là thoát trung về chính trị trước. Vâng. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ chuyển sang cái phần câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ vâng. Thì vừa rồi thì trong cái phần phát biểu của mình thì ông Trần Trung Đạo khó đã nhắc đến cái gọi là cái ưu tiên hóa. Thì đây cũng chính là cái phần mà thực ra chúng tôi cũng muốn đặt ra đấy để các vị trao đổi tiếp theo trong một cái cụm, một số những câu hỏi như là có thể được đặt ra. Như là làm như thế nào, rồi thì với cái biện pháp gì, rồi vấn đề nữa là cái khi nào và cái thời điểm nó ra sao nếu như có cái câu chuyện đó. Rồi câu hỏi nữa khác đặt ra là ai làm đấy? Hay là có người làm, có người thì là cứ ngồi quan sát thôi, hoặc là có người gọi là đi xe bus, đi xe buýt nhờ thôi, hay như thế nào. Thế và đặc biệt đó tức là trên cái phương diện, những phương diện nào đấy, đi muốn nói từ bắt đầu từ đâu đấy, rồi có cái lĩnh vực nào cần ưu tiên không,
nếu như mà có cái chuyện là cần phải tiến hành cái việc dân chủ hóa, chủ động đi trước Trung Quốc thật đối với Việt Nam. Chúng tôi xin chia sẻ thêm với quý vị một vài ý kiến mà quý vị khán thính giả theo dõi chương trình gửi về cho chương trình tại đây đấy. Thì ở đây có tên là Phương Trường thì đó, thì nói rằng là 30 tháng 4 năm 1975 thì Cộng sản Việt Nam đã làm đúng hay sai, xin các ông cho biết. Đây là một ý kiến dạng câu hỏi thôi. Vâng, một vị khác tên là Noodle. Noodle thì nói rằng là kêu gọi các nước liên quan, Noodle 7849 ấy. Noodle 7849 nói rằng kêu gọi các nước liên quan tiếp tục hoàn thành Hiệp định Paris, thiết lập vị tuyến 17. Thì đấy là ý kiến riêng của quý vị này. Ngoài ra thì còn có một vị tên là Aris nói rằng là hy vọng Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA sẽ có nhiều cuộc hội thoại như thế này để cung cấp thêm thông tin và nâng cao dân trí cho người dân. Chúng tôi xin cảm ơn ý kiến của các vị, trong đó ý kiến của quý vị Aris này. Thì như quý vị biết là ngoài chương trình bàn tròn chuyên đề thứ ba hàng tuần thì VOA Tiếng Việt thì cũng có các nhiều chương trình khác, trong đó có chương trình hội luận đỉnh điểm tin tức sự kiện vấn đề nổi bật đáng chú ý ở trong tuần vào thứ năm hàng tuần. Chúng tôi còn có cái chương trình podcast cuối tuần, bên cạnh nhiều các cái chuyên mục chương trình khác nữa về kinh tế chính trị văn hóa xã hội, rồi các chương trình về nghe nhìn. Mà lát nữa đây cuối chương trình thì quý vị sẽ thấy cái phần gọi là thông tin của chúng tôi, đó là những chương trình về chẳng hạn như là du học, về sức khỏe, y tế, luật pháp v.v. Trở lại với chương trình, vâng thì thưa ông Đoàn Xuân Kiên, đó thì những câu hỏi được đặt ra dường như là cũng có sự quan tâm đó. Chúng tôi cũng thấy được ở trong một bộ phận của giới quan sát và phân tích, đó là nếu như có cái câu chuyện là cần phải đặt là cái dân chủ hóa chủ động đi trước của Việt Nam so với Trung Quốc ấy, thì làm như thế nào, biện pháp gì, rồi thì cái thời điểm khi nào thì làm, ai làm đấy, rồi thì trên những cái phương diện nào, bắt đầu từ đâu đấy, rồi thì có cái lĩnh vực nào cần ưu tiên. Mà ban nãy thì ông đạo cũng đã có đề cập, thì tất nhiên là cái nhóm câu hỏi nó nhiều, nhưng mà ý nó nhiều nhưng thời gian ngắn, thì nếu ông có thể chọn một cái khía cạnh mà ông quan tâm nhất, ông có thể chia sẻ, xin mời ông. Nam trong một cái toàn cảnh như thế này, thứ nhất là trong cái khu vực địa chính trị thì chúng ta có thể nói nhiều về cái vai trò ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hay là chúng ta có thể nói về cái không khí bao trùm của cái sinh hoạt của Đảng Cộng sản. Nó nằm trong một cái bầu không khí chính trị chung quanh cái vấn đề dân chủ hóa. Cái lỗi là xin giúp quý vị nào mà đang không phát biểu thì xin vui lòng tắt cái mic đi giúp cho chúng tôi ạ. Rồi xin được bật lại khi quý vị nói ạ. Và xin là xin kiên nhìn vào cái webcam giúp ạ. Nếu không được cũng nhìn thẳng vào cái webcam. Thì khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề dân chủ hóa mà chúng ta muốn đặt vấn đề ưu tiên, hay là chúng ta muốn đặt vấn đề trong một cái toàn cảnh đó, thì tôi thấy là nó có rất nhiều việc phải làm, chứ không phải là chỉ có một. Và tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là vấn đề tổ chức xã hội, tổ chức cơ chế nhà nước, nó cần phải được tiến hành song hành với vấn đề cách mạng văn hóa, cải tạo cái não trạng của con người Việt Nam. Là bởi vì cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó đã làm một cái điều rất là tệ hại, là nó nô lệ hóa đầu óc con người, nô dịch hóa con người trong cái suốt thời gian dài mấy chục năm. Anh Hoàng Dũng vừa nhắc đến cái chuyện là đến gần đây nó mới lật tẩy ra là chả có cái gì thần thánh cả, chả có gì gọi là đạo đức cả. Vậy mà nó đã che mờ xã hội 80 năm. Đó là một cái tai họa khủng khiếp. Cái tai họa này nó di hại đến văn hóa Việt Nam không biết bao nhiêu thế hệ đây rồi, mà phải rất nhiều thế hệ trong tương lai của một Việt Nam khác, Việt Nam dân chủ, mới có thể sửa lại cái lỗi lầm mà Đảng Cộng sản đã làm hại
cái văn hóa dân tộc. Tôi, nhưng mà cái đó tôi xin phép đóng ngoặc lại để tôi nói đến cái hiện trạng, và tôi đề nghị một cái đáp án. Cái hiện trạng bây giờ là người ta mặc kệ Đảng Cộng sản muốn tung hoành gì thì tung hoành, muốn tác oai tác quái gì thì làm, thậm chí đẻ ra đủ thứ cái bình phong để mà tạo cái chính danh cho họ, để mà họ được triển hạn ở cái ghế cầm quyền. Thế nhưng mà nhờ thế cho nên người ta mới có cái điều kiện để luồn lách. Mà trong cái cương lĩnh chính trị của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên, chúng tôi dùng cái tiếng gọi là cái chủ nghĩa luồn lách. Người ta chỉ nhìn thấy mình là một cá nhân và rất nhiều khe hở của xã hội, cho phép cá nhân đó đục khoét, cho phép cá nhân đó nếu không đục khoét thì cầu an, nếu cá nhân đó không cầu an thì có thể đắp chăn, vân vân. Có nghĩa là cái hậu quả của mấy chục năm của Đảng Cộng sản cầm quyền đó là nó di hại đến cái một cái khối công dân rời rạc. Vậy thì bây giờ cái ưu tiên mà anh Đạo muốn theo tôi lại là cái ưu tiên đánh thức dậy cái sĩ khí của con người Việt Nam, cái chí khí của con người Việt Nam, cái mà anh Nguyễn Công An gọi là dân khí, tức là cái từ mà cụ Phan Chu Trinh nói đó, cách đây đã hơn 100 năm, thì cái đó nó cũng là một cái việc khá ưu tiên. Còn cái ưu tiên thứ hai nữa đó là làm sao để những công dân Việt Nam không còn nhìn cái Đảng Cộng sản như là thần thánh, nhưng mà đồng thời họ cũng tự trang bị cho họ một cái sức mạnh nội tâm để trở thành một khối công dân có cái tinh thần nhập cuộc, có cái tinh thần dấn thân để mà nhận trách nhiệm của một công dân. Thì cái này cũng là một cái ưu tiên khá lớn. Từ đó chúng ta mới nói đến cái chuyện gọi là tạo thành một cái mặt trận dân chủ, tạo thành một cái cú đấm của nhân dân, tạo thành một cái sức mạnh của quần chúng, vân vân. Thì đây là một tiến trình rất dài mà đòi hỏi đất nước Việt Nam chúng ta, từ thành phần trí thức cho đến những người bình dân, từ thành phần già đang nằm trong cơ chế chính quyền cho đến những người ở bên ngoài chính quyền và sinh viên, học sinh, giới trẻ, tất cả chúng ta phải tạo lại cái sinh khí của những công dân. Hôm trước trong một cái chương trình, tôi xin phép nói một điểm nữa về cái dân khí, ngắn gọn thôi, là hôm trước chúng ta có nói đến cái nỗi lo sợ của những đảng viên cộng sản. Chúng tôi cũng nghĩ đến chứ chúng tôi nghĩ là trong cái cơ chế, trong cái mặt trận dân chủ tương lai, không có phân biệt, không có kỳ thị, mà nó là một tập hợp tất cả những công dân Việt Nam, bất kể quá khứ, bất kể thành phần. Cho nên những người cộng sản, những người công an, những binh sĩ, những người công nhân viên chức, tất cả quý vị đều có chỗ đứng trong cái mặt trận nhân dân để mà tiến hành cái dân chủ hóa. Xin hết. Vâng, vừa rồi thì ông Đoàn Xuân Kiên có nhắc tới một số chương trình trước. Thì chúng tôi có một số chương trình gần đây, thì những vị theo dõi chương trình đã biết, chẳng hạn như trong đó thì có một loạt series, trong đó có chương trình nói tìm về cái sự thực lịch sử của ở Việt Nam đấy, liên quan đến nhân vật chính trị của Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tân Thành, rồi chương trình khác về Điện Biên Phủ, v.v. Vâng, thì thưa ông Nguyễn Quang An, ông đang nghe ý kiến của các vị khách mời trước, diễn giả trước, thì không biết ông có muốn nói bổ sung thêm hay nhấn mạnh điểm gì thêm hay không? Xin mời ông. Rất là ngắn gọn. Ai tham gia? Tất cả mọi người Việt Nam đều phải tham gia. Không có cái chuyện bữa ăn miễn phí, không có cái chuyện tức là gì là ngồi há miệng chờ sung. Ai muốn ăn miệng chờ sung thì sẽ không bao giờ sung bao giờ dụng cả. Thứ nhất tức là gì? Ai tham gia? Tất cả mọi người nên phải tham gia.
tham gia như thế nào? Ở đây thì như vậy này, là tôi phải quay trở lại một chút về lý thuyết dân chủ hóa. Lý thuyết dân chủ hóa nó có thể phân ra, nó có nhiều lý thuyết, nhưng mà thường người ta phân ra là có một cái giai đoạn gọi là giai đoạn chuẩn bị, tức là ở trong lòng một chế độ độc tài thì có một cái giai đoạn chuẩn bị cho dân chủ hóa, rồi cái giai đoạn rất là ngắn khi mà nó chuyển đổi chế độ, nó chỉ diễn ra khoảng vài tháng, vài tuần, hoặc là một vài năm, cũng có khi là 5-7 năm, thì cái đấy nó gọi là giai đoạn chuyển đổi. Rồi sau khi mà nền dân chủ sơ sinh đã sinh ra thì bắt đầu một cái giai đoạn gọi là giai đoạn củng cố. Bây giờ chúng ta phải xác định rất là rõ ràng, hiện nay, hôm nay, tức là ngày 26 tháng 5 năm 2024, thì chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở trong giai đoạn chuẩn bị, chúng ta chưa ở giai đoạn gọi là gì, là chuyển đổi, càng chưa phải là ở giai đoạn củng cố dân chủ. Và ở đây cũng phải nói rất là rõ để chúng ta đừng lầm. Tôi hoặc là tôi hiểu là anh Hoàng Dũng cũng như thế, tức là nêu lên là đặt vấn đề là chúng ta phải gây áp lực để chính quyền phải thay đổi thế này thế kia. Cái đấy không có nghĩa là dứt khoát là phải là chính quyền cộng sản, bất kể chính quyền nào, cả trong pha gọi là gì, dân chủ củng cố, thì người dân cũng vẫn phải tiếp tục làm những cái việc đấy, thì lúc đó dân chủ mới có thể bền vững được. Còn khi mà chuyển đổi dân chủ, tức là thay đổi chế độ từ chế độ độc tài sang chế độ dân chủ, thì hiển nhiên tức là gì, là còn có trăm công ngàn việc khác phải làm, nào là hiến pháp mới, nào là luật này luật kia, tổ chức lại bộ máy nhà nước. Thế thì tất cả những công việc đấy là những công việc mà chúng ta phải suy tính ngay từ bây giờ và chuẩn bị đến lúc đấy thì phải làm như thế nào. Nhưng mà để nói như thế không có nghĩa rằng tức là gì, là chúng ta phát triển về văn hóa thế này thế kia, rồi để mong rằng như vậy là gì, là người cộng sản, nếu mà những người cộng sản họ tự thay đổi, họ chuyển thành những người dân chủ xã hội rất toàn ngành, rất tốt. Nhưng mà cái khả năng mà họ tự sụp đổ, khả năng mà họ bị lật xuống, khả năng một cái chính quyền của một cái đảng nào đấy khác lên trong cái quá trình chuyển đổi dân chủ là cái khả năng mà phải tính đến. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa ở cái lúc đấy, thì bàn nhiều quá về cái chuyện đấy tôi nghĩ rằng nó không phải là lúc. Bây giờ thì trong cái quá trình mà đang là ở cái pha chuẩn bị thì chúng ta có thể làm được cái gì? Chúng tôi ở trong diễn đàn xã hội dân sự từ năm 2013 nêu lên một cái chủ trương rất là rõ ràng, một cái đường hướng là tiến hành dân chủ hóa ở Việt Nam như thế nào. Biết rằng bây giờ chúng ta đang ở trong quá trình chuẩn bị thì tất cả mọi người vẫn có thể làm được, tức là có thể xây dựng những cái phần, những cái viên gạch hay là những cái viên sỏi để tạo thành cái xã hội dân chủ ngay trong lòng chế độ độc tài. Đó là gì? Đó là mọi người hãy làm giàu, mọi người hãy cố gắng học hành, và tức là cố gắng để đẩy mạnh ba cái nguồn lực vật chất, kết nối trí tuệ của người dân. Trên cơ sở đấy nâng cao dân khí, và nâng cao cái dân khí đấy có nghĩa đúng như anh Kiên và các anh nói là cốt lõi của dân chủ là thể hiện cái vấn đề tự do, mà dân khí chính là khát vọng tự do. Lý thuyết dân chủ hóa
mới đấy, thì nó chứng minh một cách rất là thuyết phục là cái mà gọi là giá trị dân khí đấy với những cái sự phát triển dân chủ là nó tiến song song với nhau, nó không phải là quan hệ một một, nhưng mà gọi là gì là hệ số tương quan của nó có thể là 0.9, 0.95. Và cái quan trọng là gì, là cái dân khí mà vì nó song hành như thế thì nó có một cái độ vênh, hay là nói một cách gọi là ẩn dụ là cái dân khí đấy là cái đòi hỏi, là cái cầu về dân chủ. Còn những cái thể chế là có đa đảng không, có tự do ngôn luận không, có tự do hội lập hội không, tự do biểu tình không, là cái cung của cái dân chủ. Thế thì cung cầu này người ta chứng minh rất là lý thú, là nó đi gần như là một đường thẳng như này. Thế mà cái độ vênh giữa cung và cầu thì thường sau một thế hệ là sẽ có cái thay đổi, gọi là cái chuyển đổi dân chủ, để cho cái cung và cầu, cái độ vênh cung và cầu nó khớp với nhau. Đây là những cái nghiên cứu bằng dữ liệu rất là kỹ. Và nếu mà chúng ta làm như thế ở trong lòng chế độ độc tài, chúng ta mạnh dạn tham gia vào phong trào xã hội để đòi cái sự thay đổi. Đòi sự thay đổi có thể tức là gì? Là sự sụp đổ, có thể là một chính phủ khác, có thể tức là gì? Là vân, nhưng mà cái giai đoạn mà chuyển đổi là thay đổi chế độ. Và lo dần, tính dần chúng ta sẽ phải như thế nào, luật về hoạt động của các đảng thế nào, vân vân và vân vân. Những cái đấy chúng ta có thể lo bây giờ, chúng ta có thể bàn, có thể tức là gì, là để cho những cái nhà chính trị tương lai họ lấy cái họ tham khảo, họ thấy được là ok thì dùng, mà họ thấy là như vậy hóa ra mấy cái ông cụ này cũng là vớ vẩn thì họ vứt đi. Nhưng mà chỉ ít tức là gì, là có một cái sự chuẩn bị như thế. Và cái quan trọng là chuẩn bị trong nhân dân để người ta thay đổi cái suy nghĩ, tức là thay đổi giá trị, tức là chính là thay đổi ở cái tầng văn hóa, hiểu là cái văn hóa nó là như thế. Vâng, trước khi chúng ta đi vào cái phần cuối cùng của chương trình, chúng ta còn khoảng độ 15 phút nữa. Đó thì chúng tôi vẫn muốn hỏi thêm một cái ý nữa như này, là thưa ông Hoàng Dũng, có câu hỏi họ cũng đặt ra, đó là cái có thể là có những cái tiếp cận hoặc là có cái ý tưởng như vậy về cái việc là dân chủ hóa chủ động đi trước của Việt Nam so với Trung Quốc, có thể như thế, nhưng mà cũng có vấn đề họ đặt ra rằng là đối với các cái trở lực thì sao, cái trở lực từ bên trong đó và cả bên ngoài nữa. Ví dụ như trở lực từ bên trong thì cái chính là cái gì, rồi thì trở lực bên ngoài ra sao. Ví dụ chẳng hạn người ta nói có nhiều người họ cũng liên kết đến cái câu chuyện giữa Ukraine và Nga. Ukraine là dường như là cũng có một cái nhu cầu, một mong muốn, thậm chí là có một cái ý chí. Thế nhưng mà Nga đã ứng xử như thế nào? Thế rồi ngay cũng có người nói đến câu chuyện Đài Loan. Tất nhiên mỗi một trường hợp nó có khác, phải không ạ? Đó. Thế thì Đài Loan thì với Trung Quốc thì ra làm sao? Thì bây giờ nói đến câu chuyện của Việt Nam, nếu như mà có cái câu chuyện như trên, có cái mong muốn hay cái ý chí như trên, đó là dân chủ hóa chủ động đi trước Trung Quốc, thì cái trở lực lớn nhất mà có thể phải để ý tới và phải xử lý để vượt qua cả bên trong lẫn bên ngoài nó có thể là như thế nào? Thì xin mời ông Hoàng Dũng từ Sài Gòn. Đó, xin mời ông. Như tôi đã nói rằng là nếu như mà chúng ta nhìn cái việc dân chủ hóa ở góc độ chính trị thì tôi nghĩ rằng phần nào chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng áp lực của Trung Quốc. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn ở góc độ văn hóa thì cái đó Trung Quốc không đủ sức để mà chèn ép chúng ta được. Cái đó nó phụ thuộc vào từng người chúng ta. Có những cái chuyện
mà nội bộ chúng ta gây áp lực cũng mạnh mẽ hơn. Và áp lực đó có thể là cái tư tưởng cổ xưa còn lưu cựu, chứ cái đó cũng còn không phải là do áp lực của chính quyền đâu. Ngay có trong từng người dân một, tôi đã từng gặp nhiều người dân, họ nói với tôi giả như cụ Hồ còn sống. Cái câu nói đó vừa là mình quý về họ, quý họ, rõ ràng là họ ao ước một xã hội tốt đẹp. Nhưng cách nhìn của họ vẫn là cụ lầy thôi. Vẫn là ngồi, họ tìm một thân khác thôi. Cho nên chính cái đó cũng là một trợ lực. Còn nếu mà chúng ta xem những cái gọi là tăng cường cái lực kết nối như Quang A nói, bởi vì trong cả cái lực quan trọng, cái lực kết nối rất quan trọng. Cho nên nói một cách thô thiển, chúng ta lập cái hội câu cá đi, cũng là tăng cường cái lực cái kết nối. Tất cả một cái mà anh này gặp anh kia là tăng cường lực kết nối. Khổ nhất là người chỉ đóng cửa rồi chỉ biết mình với mình, nói chuyện với vợ con là hết chuyện. Thì không bao giờ xã hội nó phát triển hết. Mà cái này Trung Quốc họ đã rút kinh nghiệm rồi. Họ hoàn toàn chấp nhận tiếng nói phản biện của một trí thức. Nhưng hai ba anh trí thức mà kết lại với nhau là họ trì cho chân chết. Anh Quang A là một nạn nhân. Vì Việt Nam mình học bài Trung Quốc rất nhanh. Có một nghị định nói rằng từ đây về sau là từng người một thì ok, nhưng mà tổ chức là không được. Cuối cùng là cái viện nghiên cứu phát triển của anh Quang A phải tuyên bố từ giải thể. Là vì họ đã đọc thấy cái chuyện hai ba anh trí thức mà ngồi với nhau là mệt chuyện. Và khi nào thì có thể họ cho phép hai là mấy anh ngồi với nhau, khi họ tin chắc rằng họ điều khiển được. Cho nên những cái hội đoàn quan trọng, thậm chí cái người lãnh đạo của hội đoàn mặc dù bề ngoài là không phải liên quan gì đảng cả, ví dụ Hồ Nhà Văn, thì hầu như cái người lãnh đạo đã được chỉ định trước, bầu cho vui vậy thôi. Còn xin nói rằng cho đến hiện nay những cái hội đoàn rất là bình thường, có chuyện gì cả đâu. Thì anh bầu đi, cái là tự do thật, vì chúng tôi đã đi làm những chuyện đó tôi biết, không ai can thiệp vào làm phiếu anh cả. Nhưng khi bầu lên anh phải báo cáo lên Sở Nội vụ, nếu như mà cái hồi của anh nằm trong phạm vi một tỉnh, anh bảo các Sở Nội vụ, và Sở Nội vụ công nhận, lúc đó anh mới được chính thức. Như vậy họ hầu kiểm, tóm lại họ vẫn điều khiển được, chắc phải không? Cái nào mà họ điều khiển được thì họ coi là tiềm năng, là phản động. Và tất cả sức mạnh của thể chế họ tập trung vào đó. Chúng tôi có một cái ban vận động thành lập văn đoàn độc lập Việt Nam, chịu biết bao nhiêu sức ép là vì chỉ như thế thôi. Vì họ cũng nghĩ lắm. Cái anh nào mà tuyên bố thẳng ra độc lập như thế này là nghĩ. Anh nói thế. Nhưng mà đó là con đường tất yếu của dân chủ hòa. Và nó phải phụ thuộc với từng chúng ta một, từng người một. Trợ lực rất lớn, tôi phải thừa nhận. Nhưng mà con đường đó tất yếu. Hiện thực nó cứ lưng lưng nó tới, cạn không được đâu. Và tôi xin nói rằng, so với cách đây 15 năm khi chúng tôi làm trang bưu sinh Việt Nam và 10 năm khi chúng tôi làm trang Văn Việt, từ đó đến nay có những cái nó dậm chân tại chỗ, nhưng có rất nhiều mặt nó thay đổi. Các vị cứ đọc những cái bưu sinh Việt Nam ngày đầu và bưu sinh Việt Nam bây giờ là chúng ta khác hẳn, lời lẽ khác, vấn đề đặc sắc khác. Và trong Văn Việt nó cũng vậy thôi. Cho nên là những người trong cuộc, chính sư đó tôi chia sẻ cái lạc quan của anh Quang A. Khó khăn rất nhiều nhưng mà chúng tôi lạc quan. Vâng, và ý kiến tiếp theo, và xin nhắc quý vị là chúng ta còn khoảng, rất tiếc là vì thời gian chúng ta sẽ còn khoảng thượng mười mấy phút nữa thôi. Vâng, thì chúng tôi xin mời ông Đỗ Thông Minh ạ. À, xin lỗi, xin trước khi mời ông Đỗ Thông Minh, chúng tôi mời ông Trần Trung Đạo trước. Vâng, ông Đỗ Thông Minh chuẩn bị. Vâng. Xin mời ông Trần Trung Đạo. Phương lặp lại cái câu hỏi, bởi vì anh nghe, tập trung đi nghe Dũng nói, thành ra là cứ quên cái câu hỏi gốc của tôi. Thế này thôi, và tức là cái chuyện là có thể là có cái ý chí đó, có cái nguyện vọng và có cái nhu cầu ấy, tức là cái câu chuyện là dân chủ hóa, đặt vấn đề dân chủ hóa, chủ động của Việt Nam đi trước so với Trung Quốc là như thế. Thế nhưng mà liệu nó có cái trở lực lớn nào không
rất là lớn nào, không thể không nói tới nó được, không thể không nghĩ được để mà vượt qua. Đấy, nó có thể là cái thách thức nữa, là ở bên trong và bên ngoài. Hay, vâng, thì có người người ta nói câu chuyện là người ta nghĩ chuyện là Ukraine có vẻ là cũng có một cái nguyện vọng, một cái nhu cầu nào đó, nhưng mà hãy nhìn xem vào cái cách mà Nga đã ứng xử. Thế rồi thì là nhìn vào của Đài Loan, tất nhiên là mỗi trường hợp là mỗi cái sự khác nhau, và Trung Quốc đã ứng xử như thế nào, thì đấy là một vài cái mở ngoặc như thế. Vâng, thì câu hỏi thì nhiều, nhưng mà ông có thể chọn một ý mà ông thấy là ông quan tâm và muốn nói, xin mời ông. Tôi nghĩ rằng cái việc mà dùng cái ví dụ của Đài Loan và ví dụ của Ukraine thì có hai quốc gia có một cái điểm rất là chung, bởi vì hai quốc gia đều là quốc gia dân chủ cả. Chúng ta hãy tưởng tượng là nếu tôi có biết một bài khá đầy đủ về cái lịch sử Ukraine từ về quan hệ ngoại giao sau khi độc lập cho đến ngày hôm nay, thì cái giai đoạn đầu của Ukraine là một cái xã hội tham nhũng, xã hội tham quyền, và một nhiều trong số họ là những người mà từ được huấn luyện từ bên Liên Xô, từ Nga gửi về. Thì chẳng hạn như chính như vậy mà cái nước Ukraine, là bản thân nước Ukraine không phải là nước dân chủ như ngày hôm nay. Nhưng mà nếu Ukraine mà nằm trong chế độ gọi là tham nhũng độc tài sau 1990 thì Ukraine ngày nay không có quốc gia nào cứu Ukraine cả. Nhưng mà tương tự như vậy, Đài Loan cũng vậy, hôm nay là quốc gia dân chủ, nhưng nếu mà tưởng tượng Đài Loan và Ukraine đều độc tài thì cũng không cứu quốc gia nào cứu Đài Loan cả. Hai quốc gia đó ngược cả thế giới quan tâm, nó không phải chỉ vì địa lý chính trị thôi đâu, nhưng mà một trong điều kiện là quốc gia dân chủ. Và khi anh dân chủ thì người ta nghĩ đến quyền lợi của người dân, quyền lợi của đất nước và viễn ảnh lâu dài của đất nước, thì các quốc gia, các thế giới đều tập trung để giúp đỡ. Thì cái vấn đề của Việt Nam nó khác hơn, là vì nãy tôi thưa quý vị là cái kẻ đối đầu với quyền lợi của dân tộc Việt Nam là Trung Quốc. Và Trung Quốc nó quá lớn, nó khổng lồ, tàn bạo. Như tôi thưa quý vị là trong vòng 6 năm, từ một cái chòi giữ dưa ở Gạc Ma, ngày hôm nay trở thành một pháo đài kiên cố. Từ cái những cái phi trường rất là những cái địa dương rất là nhỏ mà Trung Quốc chiếm sau thập niên 1990, và ngày hôm nay đã thành những cái căn cứ rất là lớn về quân sự. Họ phát triển quá sức là nhanh. Và đáp ứng được sự phát triển nhanh như vậy, chúng ta không thể ngồi chờ để mà chúng ta làm tất cả những việc cần phải làm để trước khi chúng ta có dân chủ. Thành ra là cái việc mà chúng ta đáp ứng được cái thời cuộc, đáp ứng được cái nhu cầu đất nước là cái quan trọng nhất. Ưu tiên của giai đoạn hiện nay là phải ngăn chặn cho được cái ảnh hưởng của Trung Quốc bằng cách đặt cái vấn đề dân chủ ngay tại Việt Nam. Làm thế nào thì có lẽ chúng ta cũng trở lại với ý kiến của anh Nguyễn Văn A, anh Hoàng Dũng về vấn đề nâng cao dân trí, mở rộng xã bằng lưới xã hội dân sự, khuyến khích sự tham gia của mọi người. Điều đó là điều phải làm, nhưng mà thấy cái ưu tiên về việc viễn ảnh chính trị của Việt Nam. Tôi thường nói ví von là ước gì chúng ta di chuyển cả cái bản đồ Việt Nam lẫn dân số Việt Nam qua bất cứ quốc gia nào khác, cái châu Âu hay châu Á hay thậm chí châu Phi nữa, miễn là chúng ta ra khỏi cái sân sau của Trung Quốc thì chúng ta thành công lắm rồi. Chúng ta không làm được như vậy, do đó ngày nào chúng ta còn ở lại trong vị trí địa dư ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục khó khăn về Trung Quốc. Và muốn như vậy thì phải dân chủ quá trước Trung Quốc. Trung Quốc không làm gì được chúng ta đâu. Trung Quốc rất là yếu. Cái tự ti mặc cảm của mình luôn luôn nghĩ rằng Trung Quốc quá lớn, nhưng thật sự họ không lớn gì chúng ta lo lắng. So với giữa Trung Quốc và Liên Xô thì Trung Quốc nhỏ hơn Liên Xô nhiều. Cái thời cao điểm của Liên Xô có 40.000 đầu đạn nguyên tử, nhưng mà Liên Xô vẫn sụp đổ. Cái sụp đổ của một chế độ cộng sản không phải sụp đổ từ bên ngoài, mà sụp đổ từ bên trong. Những cái mâu thuẫn nội tại và đối kháng đã làm cho cái sự mâu thuẫn trong cái nội bộ của đảng cộng sản, nội bộ trong ý thức hệ cộng sản, một quốc gia cộng sản vỡ dần. Mà nếu có sự tác động nào giống như một luật vật lý, chúng ta đánh vào miếng kiếm, không phải chúng đánh vô đâu nó không vỡ cả, chúng ta đánh trúng cái điểm trọng tâm của cái kiếm thì kiếm sẽ vỡ. Thì trong khoa học cũng vậy, thì trong chính trị học cũng vậy. Nếu chúng ta biết nắm bắt được cái cơ hội, lợi dụng được cái yếu của Trung Cộng, Trung Cộng khi nào Trung Cộng bùng nổ lên mà lúc đó chúng ta chưa có dân chủ thì chúng ta sẽ chết theo Trung Cộng. Không ai muốn dân tộc Việt Nam sẽ chết chìm trong lửa đỏ của Trung Cộng. Do đó chúng ta phải có dân chủ trước Trung Cộng. Dân chủ trước Trung Cộng nó tạo một cái lợi thế rất lớn, bởi vì dân chủ là cái mục tiêu duy nhất mà dân tộc chúng ta có thể đoàn kết được. Lý do chúng ta không có những cái gì hòa hợp, hòa giải không ta là phân chia nắm bắt tất cả này, vì chúng ta chưa có một cái phương tiện để có thể bám vào. Phương tiện đó phải là dân chủ. Và khi chúng ta dân chủ thì những cái chuyện rau ria, lặt vặt, dân hòa hợp, hòa giải, nắm bắt vùng miền trở thành vô nghĩa. Chúng ta chỉ tập trung cũng có cái đất nước của mình trước một cái đe dọa rất là lớn là Trung Cộng. Thì dân chủ là vậy. Chứ còn
còn nói là thời điểm khi ngồi trên chiếc xe lửa từ bên Moscow về thủ đô Ulan Bator của Mông Cổ, anh chàng mà lãnh đạo của phong trào dân chủ không học ở đâu trường đại học nào ở nước ngoài cả. 13 người mà bán biểu tình tại trước công trường của Mông Cổ, không có ai học một cái trường dân chủ nào cả. Họ chỉ học với khác một con người, những cái điều căn bản một con người cần phải có. Mà cái căn bản đó, từ cái nền móng đó họ xây dựng một nước dân chủ ngày hôm nay. Thì các cả quốc gia khác cũng vậy. Trong cuộc tranh luận tại Hungary, các anh đảng viên cường sản nói là chắc là không biết gì về lãnh đạo đất nước cả. Chuyện lãnh đạo đất nước là chúng tôi có kinh nghiệm bao nhiêu năm. Thì những người đối lập với họ nói là không cần có. Anh cứ quan trọng nhất của chúng tôi là anh bước xuống. Mà ngày nào anh bước xuống khỏi cái giường máy lãnh đạo, chúng tôi sẽ có người thay thế. Việt Nam cũng vậy. Việt Nam ngày hôm nay có bao nhiêu nhân tài ở khắp nơi trên thế giới. Trước đây một thống kê nói là Việt Nam có 300.000 trí thức. Bây giờ con số sẽ cao hơn nhiều. Cách đây vài ngày đã có vài tiến sĩ tại Việt Nam tốt nghiệp tại Đại học Harvard gần đây. Với cái khối trí tuệ như vậy, chúng ta liệu có quá lo lắng cho tương lai không? Không. Tôi tin là Việt Nam có thể thoát qua được những khó khăn. Mãi khi nào cái chế độ toàn trị mà kiểu thời đại mới này còn trên đất nước Việt Nam. Khi họ bước ra khỏi cái ghế quyền lực, Việt Nam sẽ thay đổi. Chúng ta cần 5 năm, 10 năm. Nhưng mà đừng quên là kẻ thù của chúng ta là Trung Quốc. Vậy đó chúng ta phải chạy đua thời gian, chứ không phải chờ để khi Trung Quốc sụp đổ hay là Cộng sản Việt Nam thay đổi. Hay là chúng ta có thể trưởng thành một người lớn. Lịch sử không có bao có lịch do. Bắc Phi cũng vậy. Tại Đông Âu cũng vậy. Tại Mông Cổ cũng vậy. Hầu hết những người trưởng thành từ khát vọng lớn lên và từ đó họ xây dựng. Nếu cho anh có khát vọng, anh xây dựng được đất nước. Tôi nhìn vấn đề địa chính trị thì tôi thấy là Trung Quốc không phải là mối đe dọa lớn. Bởi vì Trung Quốc tự nó đang có rất nhiều vấn đề nội bộ. Và cái tham vọng báo quyền, tham vọng chế ngự thế giới của Trung Quốc đang là cái bẫy mà Trung Quốc sẽ sập vào không biết lúc nào. Cho nên mối đe dọa của Trung Quốc không phải là lớn lắm. Cái quan trọng là chúng ta có một nghị trình dân chủ hóa cho đất nước Việt Nam không? Cái quan trọng tiếp theo nữa đó là những người dân chủ Việt Nam có khả năng lường trước được những cái nước cờ trên cái bàn cờ chính trị quốc tế để có thể vô hiệu hóa hay là làm mỏng cái khó khăn về mặt áp lực của Trung Quốc để mà tiến hành dân chủ hóa cho đất nước mình. Cho nên cái bài toán của mình vẫn là bài toán trang bị cho người Việt Nam chúng ta trở thành một cái khối có khả năng, có một cái sức đấm để mà tạo cái tương lai của mình. Có dân chủ, có khát vọng tự do như các anh nói thì sẽ có dân chủ. Thế thì Trung Quốc không phải là cái mối lo ngại hàng đầu, mà chính là chúng ta phải làm sao bè bờ để đất nước mình có nhiều khả năng cao nhất để mà làm để mà thực hiện cái tiến trình dân chủ hóa. Xin hết đấy. Tôi xin quay lại một cái điểm, tức là gì, là dân khí. Dân khí như tôi đã nói lúc trước ấy, là người ta đã đo tất cả các nước trên thế giới này trong 7 đợt từ năm 1981 cho đến 2023. Và Việt Nam thì được đo trong 3 đợt. Cái đợt đầu tiên ấy, Việt Nam là đo năm 2001. Đợt thứ hai là 2006 và đợt thứ ba là 2020. Cái chỉ số gọi là dân khí đo được đấy là người ta đo là từ 0 cho đến 1, cực đại là 1, cực tiểu là 0. Thì số đo dân khí của Việt Nam ở 3 cái điểm đó là 0,34, 0,36 và 0,41. Nhưng mà bây giờ phải so sánh với các nước Đông Âu cái thời mà họ trước dân chủ hóa, và mấy nước ở trong khu vực là Hàn Quốc, Đài Loan, Indonesia, Philippines trước khi họ dân chủ hóa, thì chúng ta sẽ thấy thế nào.
thì Hàn Quốc là một cái nước cùng với Hungary là được đo ở trong cái đợt đầu tiên. Họ không phải được đo trong năm 1981 mà là 1982. Thì dân khí của Hàn Quốc lúc đó là 0,42. Tức là cao hơn của chúng ta bây giờ 1%. Hungary lúc đó trước chuyển đổi dân chủ thì là 0,37. 0,37 tức kém của chúng ta bây giờ. Các nước Philippines thì cái lúc đo đấy là đầu tiên là đo năm 90 là 0,41. Nhưng về sau ấy thì nó sụt xuống và ở bây giờ thì đâu khoảng 0,739. Đài Loan trước khi chuyển đổi dân chủ 1987 thì chuyển đổi dân chủ, nhưng mà đến 95-99 thì dân khí của Đài Loan mới chỉ có 0,34 thôi. Nhưng mà về sau lên 0,41 và bây giờ thì họ ở 0,46 gì đó. Indonesia chuyển đổi dân chủ năm 2009 thì 2004 thì dân khí của họ là 0,33. Tức là kém xa Việt Nam bây giờ. Để chúng ta thấy rằng cái thời mà họ dân chủ hóa thì dân khí của họ là kém của chúng ta bây giờ. Còn với Trung Quốc thế nào? Trung Quốc là được đo 6 điểm trong cả cái giai đoạn đấy. Cái lần đầu tiên Trung Quốc được đo là năm 1990 thì là 0,42, tức là cao hơn Việt Nam bây giờ. Nhưng mà tiếp tục sau, liên tục sau đó đấy, thì giảm xuống là 0,36, 0,37, 0,37, 0,39 và bây giờ 0,39. Tức là kém Việt Nam 2%. Thế thì sở dĩ tôi nêu những con số đi ra để thấy rằng như vậy là gì, là cái xuất phát điểm của chúng ta so với xuất phát điểm thời trước chuyển đổi dân chủ của các nước Đông Âu. Đông Âu thì tôi còn có liệt kê cả Ba Lan, rồi Czech, rồi Bulgaria, rồi Romania. Nhưng mà thôi không nói nó mất thời gian. Nhưng mà lấy Hungary làm một cái mẫu để thế thôi. Thì tất cả đấy, như thế là cái xuất phát điểm bây giờ của chúng ta là tốt hơn họ nhiều. Tốt hơn của Đông Âu ở một cái chỗ nữa là nền kinh tế của chúng ta bây giờ là nền kinh tế thị trường, không còn nền kinh tế kế hoạch tập trung. Tức là chuyển đổi dân chủ của chúng ta sẽ không phải lo về vấn đề kinh tế nữa, mà chỉ lo về vấn đề chính trị thôi. Dễ hơn họ nhiều. Và cái điểm nhắc lại là cái độ vênh giữa dân khí và dân chủ, dân khí và dân chủ nó luôn luôn đi song song. Và Việt Nam trong một thời gian dài cho đến bây giờ, cái độ vênh đó rất lớn. Tức là lẽ ra Việt Nam đã phải dân chủ hóa lâu rồi. Nói như thế để chúng ta thấy rằng như vậy là chúng ta không có gì phải bi quan cả. Nhưng mà tại sao vẫn chưa? Là bởi vì ai cản trở? Tôi nghĩ là không ai khác, chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là muốn độc quyền của mình và muốn giữ quyền của mình. Và với những con số này, tôi rất là thật lòng khuyên Đảng Cộng sản Việt Nam là hãy nghiên cứu kỹ những con số này và những cái xu hướng không thể cưỡng lại của lịch sử, và có cái ứng xử cho nó phù hợp. Hay nhất là họ tự chuyển đổi, tự diễn biến hòa bình thành là đảng
dân chủ xã hội và xây dựng một cái nền dân chủ thực sự. Bởi vì những con số này nó cho thấy rằng như vậy là gì? Là cái nhu cầu, cái đòi hỏi về dân chủ Việt Nam là rất cao rồi. Nhưng mà cái cung về dân chủ thì còn rất thấp. Và chắc chắn là cái khoảng cách đấy phải khép lại. Và nếu Đảng Cộng sản Việt Nam khôn ngoan thì biết nghe theo tiếng nói của lịch sử. Còn nếu mà không thì nhân dân Việt Nam cứ lừng lững đi. Và đấy chính là cái chuyện mà tất cả mọi người tham gia làm và không có ai nên đợi sung dụng cả. Và tất cả chúng ta có thể làm được những việc ngay bây giờ, ngay lúc này, ở trong lòng chế độ độc tài để thúc đẩy cho dân chủ. Vâng, thế thì ý kiến vừa rồi của tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A thì cũng đã khép lại cái chương trình bàn tròn chuyên đề thứ ba hàng tuần của VOA tiếng Việt. Nhưng mà trước khi khép lại chương trình thì chúng tôi xin có một cái một hai cái ý nhỏ để chia sẻ thêm với quý vị. Tức là trước đây thì tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng có tham gia chương trình và cũng trao đổi và cũng có đề cập tới một cái gọi là World Value Survey, tức là một cái khảo sát về giá trị thế giới, đúng không ạ? Vâng ạ, có thể tìm thấy ở trên cái trang viết là W, tức là WVS. Ngoài ra thì trong dịp này chúng tôi cũng nghe được ý kiến, không có ý kiến họ nhắc lại nữa thôi. Họ nói rằng là người xưa thì cũng đã nói một cái câu mà tiếng Mỹ hay là tiếng Anh nói rằng là if there is wish, there will be a way. A way thì có nghĩa tức là nếu như mà anh có ý chí hay mở rộng ra là ước vọng, là khát vọng thì sẽ có con đường. Và thế là ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Khoa Học, tiến sĩ Khoa Học Nguyễn Quang A thì cũng đã khép lại cuộc bàn tròn chuyên đề lần này của VOA tiếng Việt. Chúng tôi thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Vương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA tiếng Việt xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng từ Sài Gòn, tiến sĩ Khoa Học Nguyễn Quang A từ Hà Nội, nhà bình luận Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts, nhà phân tích và khảo cứu Đào Xuân Kiên từ London, và nhà báo, nhà biên khảo Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Chúng tôi xin lỗi quý vị là chương trình hôm nay có một số những trục trặc trong vấn đề đường truyền. Vâng, thì tới đây chúng tôi xin một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần của VOA tiếng Việt đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Xin cảm ơn, xin chào. Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.